xem các bạn đưa cái kênh mình. Hôm nay mình sẽ làm video về bé xí giấy. Cái xí thì đây là một cái xí to này. Em sẽ giới thiệu và bán luôn. Đầu tiên là một cái chân chúa. Em này với giá là 4k. Cứu lộ kem. Anh này là 4k. Cứu xài tên ra. Các bạn muốn để là 3k, mua combo như này với giá là 7.000. 7k combo. Nếu cho mua đây là em màu tím, đây là em màu hồng, màu hồng này đứng thứ ba, đứng cuối cùng á, màu đỏ đứng thứ nhất, và màu tím đứng thứ ba, thứ hai. Phải giá là 7.000 một em đỡ hũ 4k. Cốc coffee này là cốc kem cà phê 4k. Em bạch tuộc 5k. Em bịt 4k. Cuisine 4k. Cơm nắm 5k. Dâu 4k. Xúc xích. Em có xúc xích kiểu như là Mỹ. Tương là 1 tạp vàng 7k. Em này hamster 2 màu tầm xưa 12k. Em hai cò vòng tăng. Sáu k. Để tin 6k. Bánh kem sinh nhật 10k. Em mà chú khỉ đợi nó 4k. Một trái táo cho tăng 4k luôn. Mà em bánh sữa nên mình bê 8k. Thế là em may cầu vòng của hai loại Galaxy và cầu vòng mình. Em cầu vòng may, may cầu vòng 10k. Cờ vua này là bị lỗ packaging rồi, nhưng mà bị bỏ ra. Đây là đây là 12k. Cờ xanh mà em mặc unicorn ôm trăng. Đây này có chữ unicorn, có chữ unicorn trong packaging luôn. 3k. Rồi đó là những cái fishy mà mình đã báo cho các bạn. Nếu mà các bạn thích nhớ like, share, subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh mình nhé.